Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đã quyết định, như mình cũng đã từng tâm sự rồi, thì tóc mái của mình nó đã rất là dài rồi, mọi người nhìn thấy nó qua mắt mình rồi. Nên là hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái sự tự cắt tóc mái ở nhà. Mình đã từng cắt rồi chứ không phải đây là lần đầu, nhưng mà lần này mình muốn quay và chia sẻ cho mọi người xem, nhỡ mà có bạn nào cắt tóc ở nhà thì cũng sẽ xem được những cái lỗi của mình để có thể rút được kinh nghiệm, hoặc nếu mà mình thành công thì mọi người cũng có thể làm theo, đúng không? Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cắt tóc mái ở nhà cùng Luna nhé. À, và dụng cụ mình sử dụng thì gồm có một chiếc kéo rất là bự luôn, đây không phải là kéo cắt tóc tất nhiên rồi, tại vì ở nhà thì mình làm gì có kéo cắt tóc đúng không? Mình có cái kéo nào thì mình sẽ cắt cái đó. Một cái lược, một cái gương. Wow, một sự trùng hợp ngẫu nhiên là nó đều màu hồng nhé mọi người. Và mình đã, tại vì mọi người biết mà cắt tóc mái thì nó sẽ ngắn và nó sẽ bị tóc con kiểu nó ngăn ngăn nhít nhít rất là nhiều á, thì khi mà rớt ra nền nhà hoặc là cái chỗ mà mình cắt thì vệ sinh nó rất là khó. Vậy nên là mình đã lấy một cái hộp đựng giấy, giấy ăn đấy mọi người. Sau đó mình xé như thế này để mình có thể hứng được tóc mái của mình để không rớt ra nhà, chứ nó dọc cực lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cắt tóc thôi. Đầu tiên chắc là mình sẽ phải chia tóc ra để có thể nhận diện được cái chỗ mà lát nữa mình sẽ cắt tóc mái ấy. Chứ nếu mà mình cứ để tóc nó xõa ra như này này, ngồi thì mình sẽ cắt tới là một hồi sau nó thành cái mái vòm chứ không phải là mái thưa đâu mọi người ạ. Nhưng mà thực chất ra thì mọi người cứ xem đi, mình ngồi mình chia chia một hồi vậy thôi rồi mình lại cột tóc lên, cũng búi tóc lên rồi làm cho nó dễ thế. Bất lực với bản thân lắm, toàn làm những chuyện vô bổ á mọi người. Sau khi mà chia tóc xong thì chúng ta sẽ cùng đến cái giai đoạn quan trọng nhất, cái giai đoạn mà quyết định cái sự xuất hiện sắp tới của mình. Đó là nếu mà sắp tới mà mọi người thấy mình ở ẩn luôn ở ngay trên các trang mạng xã hội, không thấy mình đăng hình mới, nên là mọi người hiểu là cái sự cắt tóc của mình đã quá là fail. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là mình sẽ làm được, tại vì mình đã cắt rất nhiều lần rồi chứ không phải đây là lần đầu mọi người ạ. À, là mình hy vọng, vẫn đang rất là hy vọng mọi thứ sẽ vẫn y chang những lần đầu chúng mình thử nhỉ, chứ nó mà ngắn nữa chắc khóc quá. Mình nói chung là mình nhìn mọi người có nhiều kiểu cắt tóc mái lắm, nhưng mà mình có cái cách này mình vận dụng kiểu trước giờ đều như vậy rồi, nên là mình cứ xài cách này hoài luôn. Đó, khi mà mình cắt nó bắt đầu chạm đến lông mi như này thì mình sẽ không cắt cao lên nữa đâu mọi người ơi, mình sợ nó sẽ bị lố tay lắm. Và mình sẽ chuyển qua mình tỉa đó, mình sẽ tỉa ở cái phía phần dưới này cho nó mỏng mỏng ấy, xong rồi trong quá trình mình tỉa như vậy thì mình cũng có thể đưa tóc nó ngắn lên được mà, cho nó đều đều, chứ nếu không thì nó sẽ ngắn lắm. Mình tỉa theo thôi chứ mình cũng chẳng biết tỉa như nào cho đúng đâu. Sao nó cứ bị ngủ ngủ thấu ấy. Còn bên này thì chắc là mình sẽ giữ nguyên quá. Bên này tóc mai để xuống một xíu. Cái không dở, cái la không dở. Cái này dài hơn đi. Nói chung là tại vì tóc mình sẽ còn phải lô nữa, nên là mọi người làm vừa vừa thôi, đừng có đưa lên cao quá, mình còn lô tóc nó còn có độ cong nhất định nữa. Nên là mình sẽ để như này nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ ai sau khi cắt tóc xong thì mình cũng sẽ phải đi tắm gội. Sau đó rồi mình sẽ make up và cho mọi người xem cái thành quả của mình sau khi cắt tóc mái và trước khi cắt tóc mái. Và đây là tóc mái của mình sau khi mà mình có lô rồi. Thật ra thì hồi nãy mình tính gội đầu luôn, nhưng mình sực nhớ là đầu mình mới gội hôm qua nên là mình không cần phải gội đầu nữa mọi người ạ. À, đó, thì nói chung là mình cũng không làm tóc gì nhiều, mình chỉ lô tóc lên trong cái lúc mà mình make up thôi. Và sau khi make up xong thì nhìn nó sẽ như thế này. Nói chung là cũng được một lúc mọi người, nên là việc cắt tóc mái ở nhà mình nghĩ nó
cũng rất là đơn giản luôn. Nên là nếu mà được thì mọi người cứ thử trải nghiệm nha. Tại vì cắt tóc mái ở nhà như vậy thì nó cũng sẽ đỡ làm cho mình cảm giác khó chịu với cái bộ tóc mái khi mà bị dài quá. Và đặc biệt là đỡ tốn tiền hơn nữa. Chứ mình thấy con gái cái gì cũng tiền, cái gì cũng mất tiền hết trơn á. Đó, nên là mọi người thử trải nghiệm thử xem và cùng chia sẻ xuống dưới comment cho Luna coi nha. Và ở những tập vlog tiếp theo thì mọi người muốn làm mình làm về chủ đề gì thì mọi người comment thêm xuống dưới nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những vlog lần sau. Bye bye.